Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Muội Audio, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ muội ra video liên tục nhé. Hôm nay, muội sẽ review tiếp phần 42 của bộ truyện Phế vật 3 năm lột xác trên con đường trở thành cường giả. Hãy cùng muội đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện. Dương Khai đưa cho Dương Viêm một số loại nguyên liệu, ánh mắt nàng sáng rực lên, ta sẽ không để ngươi thất vọng đâu, tài liệu vào tay ta tuyệt đối không lãng phí. Để ta chờ xem, mà nhiều tài liệu như vậy, ngươi kiếm ở đâu vậy? Thực lực của ngươi cũng không cao, căn bản không thể giết được nhiều bát giai yêu thú như vậy. Ta nhặt được đó, còn có chuyện tốt vậy sao? Nhặt ở đâu vậy? Ta cũng muốn. Không nói cho cô đấy, Dương Viêm chu cái mỏ nhọn hoắt ghét bỏ, kiệt sỉ, Tài liệu đã đưa rồi, ta không làm phiền nữa, yên tình mà làm, chỉ có những thứ này không đủ để luyện khí. Bí bảo không được kém hơn đạo cụ trận pháp trước đó của ngươi, còn phải cần rất nhiều khoáng thạch mới được. Này, làm theo đơn này là được, ngươi trả tiền đó. Dương Viêm đưa thêm cho anh Khai một tờ giấy. Hắn liền nhận lấy xoay người rời đi, được, bây giờ ta tới Thiên Vân Thành, cô đừng động vào đồ của ta đấy, ta ở đây nhé, sớm quay về. Dương Khai cầm tờ giấy đi đến Thiên Vân Thành, cầm tờ giấy lên đọc mà không khỏi nhíu mày, luyện bí bảo tốn nhiều tiền vậy sao, vừa cần tài liệu vừa cần khoáng thạch, may mà ta có tiền, nếu không. Dương Khai đi đến cửa hàng nguyên liệu, đưa tờ giấy cho ông chủ, chỉ chớp mắt một đống hộp đã xuất hiện trước mắt, những đồ ngươi cần đều ở trong nhẫn không gian rồi, chào mừng lần sau quay lại. Khi thấy Dương Khai đã trở về, Dương Viêm hào hứng ra nghênh đón, nhưng chỉ mới thấy cái nhẫn chữ vật thì nàng là chộp lấy rồi rời đi. Cô ta nếu thật sự luyện chế những tài liệu vô dụng này thành bí bảo được thì có thể bán kiếm tiền, để ta xem bản lĩnh của cô nào. Một tháng sau, Dương Viêm vui vẻ một mạch đi tới phòng tu luyện của Dương Khai, ghé đầu vào nhìn ngó, ngươi vào đây được không? Luyện xong rồi hả? Kha kha, ngươi nhắm mắt vào đã, ta cho ngươi một bất ngờ. Dương Khai thấy bộ dáng thần bí cũng không muốn làm mất hứng, nhắm mắt lại chờ đợi, được rồi, nhanh vậy. Khi mở mắt ra, ten, trước mắt là 4 vật phẩm, những thứ đó của ngươi ta không lãng phí cái gì cả, thành quả là 4 bộ thánh vương cấp bí bảo này. Ta giới thiệu một chút, nàng cầm lên một cái chùy đầy gai góc, bộ này là dùng răng của bát giai yêu thú Lôi Vân Báo, phối hợp với khoáng thạch luyện chế ra. Những khoáng thạch đó là luyện chế bổng thân, tiện dung hợp đầu cốt của Lôi Vân Báo, răng của Lôi Vân Báo cứng sắc nhọn, ta đã luyện chế nó thành những vết gai bên trên. Loại bí bảo thô này sẽ thích hợp với tráng hán thân hình to lớn, cầm thứ này sẽ uy phong rầm rầm. Dương Khai tưởng tượng ra hình dáng người cầm cái chùy này mã não cả lòng. Ồ đúng rồi, nó là một bộ thánh vương cấp hạ phẩm bí bảo. Tiếp theo, cây dao găm này là dùng độc giác của Trá Hỏa Bích Viêm luyện chế ra, tuy không phải quá sắc nhọn, nhưng độc giác của Trá Hỏa Bích Viêm tê bản thân có một số tác dụng đặc biệt. Dùng để phá cấm chế kết giới loại vô cùng tốt, cho nên tác dụng của nó không phải để dùng để giết địch, mà là thứ tốt nhất chuẩn bị cho lúc mạo hiểm, ta nghĩ rất nhiều người sẽ muốn mua, nó cũng là thánh vương cấp hạ phẩm bí bảo. Dương Khai cầm lên cây dao găm quan sát một hồi, còn bộ này là thánh vương trung cấp bí bảo. Dương Viêm cầm lên một sợi roi. Cái này là lấy xúc tu của Kim Cương Long Giáp Trùng làm nguyên liệu luyện chế chính, nó là khó luyện chế nhất. Không cẩn thận cái có thể làm hỏng tài liệu ngay, may mà là ta làm. Nếu đổi thành luyện khí sư khác, bây giờ ngươi chắc đang khóc rồi. Nhìn anh Khai cứ lọ mọ ngắm nghía. Ngoài ra, thứ này thích hợp cho con gái dùng. Ngươi có được xúc tu đó, có lẽ biết điểm khủng khiếp của Kim Cương Long Giáp Trùng. Ta nói cho ngươi, một khi bị roi này vọt chúng không phải là bị thương da thịt, mà là gân cốt, vọt mấy lần đến xương cũng có thể gãy. Dương Khai thích thú nhắm mắt vụi túi bụi xung quanh, Dương Viêm chỉ sợ hắn đánh chúng mình liền hô hào, cẩn thận chút. Mãi đến khi Dương Khai dừng tay, Dương Viêm mới thở phào nhẹ nhõm, may mà không đánh vào ta. Lại thấy ánh mắt nàng sáng rực lên, đây là bộ cuối cùng, là tác phẩm ta đắc ý nhất lần này. Nàng cầm lên một bí bảo hình cánh bướm nhiều màu sắc mỹ lệ. Nguyên liệu ngươi đưa ta, vốn dĩ chỉ có thể luyện chế ra thánh vương cấp trung phẩm thôi, nhưng ta lần này có chút phát huy siêu thường, đem đẳng cấp của nó thăng lên cả một tầng cấp, ta sớm đã muốn luyện chế một bí bảo hình thái đôi cánh, tiếc là vẫn luôn không tìm được nguyên liệu thích hợp để dùng. Nàng nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Dương Khai, ngươi cẩn thận chút, đừng làm hỏng đấy, đây là đồ của ta mà nhỉ. Hề, là đồ của ngươi không sai, nhưng nó là do ta luyện chế ra, ta có trách nhiệm bảo vệ an toàn của nó, ngươi tay thô chân thô vậy. Thánh vương cấp thượng phẩm bí bảo mà dễ bị hỏng vậy hả? Dương Viêm cứng miệng, không biết nên cãi lại thế nào cả. Mặc dù lúc đi đường có tinh thoa, nhưng khi chiến đấu, đôi cánh này có thể tăng tốc độ của võ giả. Hơn nữa thời khắc quan trọng có thể dùng để phòng hộ, thứ này ít nhất giá trị đến 3 vạn khối thượng phẩm thánh tinh, nếu ngươi đem nó đi bán chỉ có thể bán càng cao giá hơn. Nói không chừng có thể bán được 4 vạn, giá trị này còn cao hơn cả tinh thoa của mình, bỏ đi, công năng không nói. Ngoại hình của bí bảo này đúng thật là xinh đẹp, nếu như tặng cho nữ tử mình thích, nói không chừng còn có thể thật sự bán được giá cao. Dương Khai cầm lên đôi cánh bướm nhìn về Dương Viêm, 3 vạn, cô mua không? À, Dương Viêm giật mình, liền vội vàng nói, ta muốn. Bán cho cô, Dương Khai ném về phía nàng, bàn tay của Dương Viêm run lên bắt lấy, nhưng ta không có nhiều thánh tinh như vậy. Không cần cô trả hết ngay, cứ nợ trước đã, trời ơi, này đây là anh Khai chuyển sang nghề buôn luôn rồi, âm mưu ghê. Yên tâm, ta vẫn còn tìm cô luyện khí nữa. Cô cứ trừ 3 vạn thượng phẩm thánh tinh này trừ vào thù lao của mình nhé. Cái gì? Dương Viêm cả người giật bắn lên. Lúc nào trừ hết lúc đó thả tự do cho cô, trước lúc đó cô coi như là luyện khí chuyên dụng của ta, thù lao của 3 vạn thượng phẩm thánh tinh. Một tháng ta mới chuẩn bị thua ngươi 1000 khối thượng phẩm thánh tinh, 3 vạn vậy chẳng phải là không ngủ không nghỉ luyện chế 30 tháng trời sao, 2 năm rưỡi đấy. 2 năm rưỡi cũng không lâu, rồi cũng sẽ có lúc trả hết thôi mà, nếu như vẫn chưa hết thì sao chứ. Dương Khai bày ra bộ dáng xấu xa lè lưỡi qua một bên, vậy cô chuẩn bị lấy thân báo đáp đi. Dương Viêm hoảng sợ ngồi thụp xuống đất, lấy tay che ngực lại, ta đối với loại hình như cô cũng có hứng thú lắm. Nhìn hắn đang chuẩn bị nhào tới, Dương Viêm dùng mình, biến thái, nhưng khi lại nhìn đôi cánh bướm trong tay lại không nỡ bỏ. Ta phải hỏi rõ trước, ngươi có nhiều nguyên liệu như vậy cho ta luyện chế không? Nếu như là dùng thù lao của ta để trả nợ, vậy ngươi phải không ngừng cung cấp nguyên liệu cho ta mới được. Nếu như ngươi mấy năm đều không tìm ta luyện chế bí bảo, ta đến năm nào tháng nào mới có thể tự do chứ? Dương Khai cười tít mắt lấy ra vô vàn thánh tinh và nguyên liệu, Dương Viêm nhìn mà hai mắt trợn tròn há hốc. Sau đó liền giật lấy tờ giấy bút bắt đầu ghi thủ tục bán thân, thôi vậy, không đếm xỉa nữa, chẳng qua chỉ là 3 vạn thượng phẩm thánh tinh thôi mà, sớm muội cũng có ngày kiếm đủ. Đi mua những khoáng thạch này về, ta phải nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể bắt tay vào luyện chế được. Không vấn đề, ta có thể hồi phục trong thạch thất của ngươi không? Linh khí nơi đó của ngươi mạnh hơn một chút. Có thể, chỉ cần cô đừng động linh tinh vào đồ của ta, đặc biệt là thất thái kỳ. Được rồi, ta đảm bảo không động linh tinh. Dương Viêm vui vẻ cầm đôi cánh bướm mà ca hát. Còn Dương Khai thì rời đi theo tờ giấy của nàng mà mua đồ. Một hồi sau, Thiên Vận Thành, tiểu huynh đệ mua nhiều khoáng thạch về như vậy, là dùng để luyện khí hả? Khách nhân, đây là trưởng quỹ của tiệm chúng ta, Tiền Thông, phản hư cảnh sao? Tiểu huynh đệ, chúng ta cũng thu mua bí bảo, tiểu huynh đệ nếu như có bí bảo muốn bán, chúng ta có thể ngồi xuống bàn, về mặt giá cả chắc chắn khiến cậu hài lòng. Dương Khai giật mình, sao ông biết ta chắc chắn có bí bảo muốn bán chứ? Người đến là khách, đối với mỗi một vị khách, lão đây đều nói như vậy. Thật là trùng hợp, ta còn thật có bí bảo muốn bán ra, ồ, nói như vậy mắt nhìn của lão đây cũng không tính là tồi. Ha ha, tiểu huynh đệ, vậy mời đi bên này. Dương Khai cùng lão già tiến vào bên trong một mật thất. Đây là bí thất chuyên dùng để giao dịch, bốn bề đều là tường đá đặc biệt, đến thần thức cũng không thăm dò được, tuyệt đối bảo đảm riêng tư của giao dịch. Ồ, nếu ta bị các người đánh vào đầu một cái, vậy không phải gọi trời không được, gọi đất không xong sao chứ? Tiểu huynh đệ đùa rồi, rất nhiều khách không hề muốn bị người khác dòm ngó giao dịch của mình, chúng tôi cũng chỉ làm theo yêu cầu mà thôi. Chúng ta bắt đầu thôi nhỉ, tiểu huynh đệ có vật gì muốn bán vậy? Dương Khai từ nhẫn không gian lấy ra 3 cái pháp bảo. Chính là chùy, dao găm và chiếc roi mà Dương Viêm mới luyện chế ra, lão già cầm lên cây roi tỉ mỉ quan sát. Lão Khiếu tuy không tinh thông luyện khí, nhưng cũng nhìn ra được 3 bộ này là cực phẩm đồng cấp. Có lẽ là ra lò từ cùng một vị luyện khí sư. Giá cả thế nào, ta không hiểu ra giá, ông nói xem, bảo người mua ra giá, hắn không sợ bị lỗ sao? Tiểu huynh đệ, trong 3 thứ này có 2 thứ thánh vương cấp hạ phẩm giống nhau, một thánh vương cấp trung phẩm. Vậy 2 bộ hạ phẩm lão Khiếu ra giá 6.000 thượng phẩm tinh thạch, thánh vương cấp trung phẩm 8.000, thế nào, tổng cộng 2 vạn sao? Thấy Dương Khai im lặng không đáp, lão già lại lên tiếng hỏi, tiểu huynh đệ hình như không hài lòng sao? Đúng là có chút không hài lòng, các người muốn kiếm tiền ta hiểu, nhưng cũng không thể để ta thiệt quá nhiều được. Ánh mắt hắc sắc bén nở ra nụ cười đầy răng, những khoáng thạch ngoài kia, ta đem đi hết. Ha ha, tiểu huynh đệ sáng suốt thật, những khoáng thạch ngươi mua ngoài kia giá không hề thấp, khoảng hơn 3 vạn viên thượng phẩm thánh tinh đó. Ai ra, bỏ đi, coi như để kết bạn. Ngươi về sau nếu có bí bảo muốn bán thì hãy ưu tiên chọn cửa hàng ta trước. Nhất định rồi, đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhé. Ok con dê con. Lão già đích thân tiễn Dương Khai rời đi, thấy thế tên thuộc hạ chán nản lên tiếng, tiền trưởng lão, mối làm ăn này lỗ rồi, ha ha. Tặng cho hắn khoáng thạch hơn 3 vạn thượng phẩm thánh tinh, làm như vậy chúng ta chẳng kiếm được gì cả. Hắn trước đó đã từng mua khoáng thạch ở chi nhánh khác, lúc đó đúng lúc ta ở bên đó làm việc. Hắn rất thông minh, biết đổi cửa hàng khác, nhưng không biết đa số cửa hàng trong Thiên Vân Thành đều là của Ảnh Nguyệt Điện ta. Không quá 1 tháng, hắn lại đến mua khoáng thạch, còn mang theo 3 bộ thánh vương cấp bí bảo. Ngươi biết điều này có nghĩa là gì không? Tên thuộc hạ kia bộ dáng ngơ ngác không hiểu. Ha ha ha, không hiểu sao, thanh niên đúng là thiếu kinh nghiệm, nếu hắn quay lại phải báo cho ta ngay, nếu không liên hệ được ta, ngươi hãy giao dịch với hắn. Có thiệt một chút cũng không sao, quan trọng là khiến hắn hài lòng là được, ta ra ngoài một chuyến, ngươi trong cửa hàng đi. Một hồi lâu sau, lão già cầm 3 món bí bảo mà anh Khai mới bán đến một tòa lầu các cao nhất trong Thiên Vân Thành. Một lão già tóc bạc cầm sợi roi lên đánh giá, luyện chế 3 bộ bí bảo này là vị hư cấp luyện khí sư, hư cấp, về năng lực không hề kém hơn lão phu. Cái gì, ngang bằng được với Cách Lâm đại sư sao, ai luyện vậy, Thiên Vân Thành có người như vậy sao, hôm nay một thanh niên đem qua. Ta không cho người đi theo hắn, nhưng ta nghĩ hắn sẽ quay lại, làm đúng rồi, không nên gây hiểu lầm. Tài liệu dùng đều là bát cấp yêu thú, giết được bát cấp yêu thú, còn luyện khí được thì mạnh hơn lão phu rất nhiều. Ta già rồi, có lẽ không sống được thêm mấy năm, ngươi để ý kỹ thanh niên này, làm rõ thân phận người phía sau hắn. Sau đó cố gắng thể hiện thành ý của chúng ta, để người đó thay thế vị trí của ta. Còn anh Khai lúc này đã trở về chỗ ở, hắn tiến vào phòng thì trước mắt hắn hình dáng của Dương Viêm đang ngủ. Cả người nằm rất tự nhiên, đầu ưỡn về sau, miệng há hốc, 2 chân dạng ra, lại thêm cái bộ ngực gợi đòn của nàng, nhìn cái tư thế ngủ này có lẽ chính là gợi thịt trắng trợn. Anh Khai nuốt nước miếng ừng ực. Nhưng mặc dù lâu ngày xa cách vợ cả và vợ hai, anh Khai vẫn quyết tâm nhịn xuống không thịt nàng, mà ra bên ngoài bờ sông bắt cá nướng thịt. Dương Viêm đang ngủ mà ngửi thấy mùi cá nướng, nước miếng chảy ra, mũi phồng to để ngửi theo hương vị thơm nức mũi này. Nàng như một cơn gió theo bản năng chạy ra chỗ anh Khai nướng thịt, nghỉ ngơi xong rồi hả? Ta hoàn toàn bị mùi đồ ăn của ngươi kéo qua đây đấy, lâu lắm không ăn thịt rồi. Cô cũng không phải không có bản lĩnh, dựa dẫm một thế lực lớn không phải là được sao. Dương Viêm đưa ánh mắt nhìn qua Dương Khai, sau đó cầm con cá trước mặt lên ăn, ngươi thì hiểu gì chứ. Ta nghe nói không cần biết là thế lực nào, đều có chỗ lục đục với nhau, ta chỉ muốn yên tĩnh luyện khí. Hơn nữa bọn họ ít nhiều đều có thủ đoạn không để người khác biết được, đều chẳng phải thứ tốt gì, con này sắp cháy rồi. Thật lãng phí, ta giúp ngươi xử lý nhé. Nhìn bộ dáng tham ăn của nàng, Dương Khai cũng mỉm cười. Bí bảo mà cô luyện chế bán được 2 vạn thượng phẩm thánh tinh, vẫn coi như là công động, không bị thiệt. Cô có bao nhiêu thánh tinh thế, đang cắn dở miếng cá chưa kịp nhai, nghe Dương Khai nhắc đến tiền thì suýt nữa nàng hóc cả xương. Cả người nàng run lên, hơn 2000 khối hạ phẩm thánh tinh, ngươi còn muốn lột lông cừu của ta sao, ha ha ha, ta cũng không phải thổ phỉ. Cầm lấy cái này đi. Dương Khai lấy ra một bình ngọc chứa đan dược đưa cho nàng. Đây là, nghi hoặc Dương Viêm liền mở nắp bình ngọc ra, thánh vương cấp đan dược, cho ta sao, đừng kêu linh tinh. Nên ăn thì ăn, đừng tiết kiệm, ăn hết rồi ta vẫn còn, đợi lát nữa ta lại phân cho cô chút thượng phẩm thánh tinh. Thánh vương cấp đan dược, nguyên liệu cao giới, còn nhiều thánh tinh như vậy, ngươi rốt cuộc là người thế nào vậy? Ngươi theo đuổi võ đạo, cảm ơn ngươi, thôi mau ăn đi, không đủ ta lại bắt thêm cá. Một hồi lâu sau, hai người quay về phòng của mình, Dương Viêm bắt đầu luyện chế, còn Dương Khai thì xếp bằng tu luyện. Từ sau khi được Vũ Y giải cứu đã nửa năm rồi, thân thể đã gần hồi phục hoàn toàn. Cảm giác thánh vương cấp với tay là có thể có được, chỉ cần đem thánh nguyên tích đủ. Đột phá chỉ là vấn đề thời gian, hiện giờ là có thể nghiên cứu ma thần kim huyết này một chút rồi. Dương Khai cắn lên ngón tay. Một giọt máu chảy ra, lần trước dùng kim huyết hóa mâu cứu Vũ Y một lần. Xem ra kim huyết cũng chuyển động theo ý chí của ta. Hắn động ý niệm cho giọt kim huyết bay lên lơ lửng. Kim huyết liệu có thể trở thành ý chí của ta không nhỉ? Nói là làm, Dương Khai tập trung tinh thần. Trong lòng đọc theo khẩu quyết, kim huyết chi vi đan, huyết khí vi tưởng, giọt kim huyết liền bừng sáng. Sau đó bay một mạch ra bên ngoài hang động, Dương Khai ánh mắt co lại, ta có thể, thông qua kim huyết quan sát, hắn điều động ý chí của mình để kim huyết bay đi, nhanh quá. Tốc độ này tinh thoa không thể đạt đến được, vậy khoảng cách cực hạn là ở đâu chứ? Giọt kim huyết theo ý niệm của hắn mà bay ra khỏi u ám tinh, bay vào tinh không bao la, xuyên qua các hành tinh thiên thạch, kim huyết này quả nhiên thần kỳ. Hức hức, anh Khai của chúng ta lại được bắp phách rồi. Trong trạng thái này, tốc độ thánh nguyên ta tích tụ hình như nhanh hơn rồi, không ngờ còn có hiệu quả tu luyện. Tâm thần của ta cũng có thể tùy ý thay đổi giữa cơ thể và kim huyết, không sợ có người nhân cơ hội đột kích. Khí huyết chi lực là giọt kim huyết đó ẩn chứa quá mạnh, có lẽ ít nhất thời gian vài năm mới tiêu hao hết. Sau quá trình bế quan, Dương Khai mở mắt ra, một khoảng thời gian không ra ngoài rồi, xem Dương Viêm luyện khí ra sao. Hắn tiến đến phòng Dương Viêm thì nàng cũng mới ngừng tay, ngươi đến đúng lúc lắm, ta vừa luyện chế xong. Đây là thành quả ta tiêu hao thời gian 2 tháng đấy, chỉ thấy lần này có tận 7 bí bảo, quạt búa, chuông, cạnh bài, dây hạt, quả cầu và mũi nhọn. Nữ nhân này có bản lĩnh luyện khí không so đo gì, tướng mạo cũng không tồi, quan trọng là lấy thù lao rất thấp, ta nhất định phải giữ cô ta lại. Dương Viêm nào có biết anh Khai đang âm mưu gì chứ, nàng đang dùng ngón tay đếm, kha kha, lần này ta lấy được bao nhiêu thánh tinh đây. Lô tiếp theo phải luyện chế những thứ gì vậy, ngươi đưa tài liệu cho ta trước đã. Dương Khai vù một cái đã lấy ra đuôi và càng của xích vĩ giáp tử hạt. Thấy thế thì mắt của Dương Viêm lại sáng lên, miệng há hốc kinh ngạc, oa a a a, những thứ này ngươi chịu đưa cho ta luyện chế sao chứ? Cô đã chứng minh được năng lực bản thân, ta cũng tin cô là hư cấp luyện khí sư, những thứ này đương nhiên phải giao cho cô rồi. Ngươi không sợ ta cầm đồ chạy mất sao? Đây là tài liệu bản thân cửu giai yêu thú, có thể luyện chế hư cấp bí bảo. Dương Khai bình thản nói, cô có thể thử, xem ta có thể bắt cô về được không? Dương Viêm nghe được mà thở ra phì phò. Nhưng sau đó nghiễm nhiên chính khí đáp, yên tâm đi, ta không phải loại người nuốt lời, có điều khoáng thạch lần này cần mua khác với lần trước, ngươi phải chuẩn bị tâm lý chiến cho tốt. Không sao, cô cho danh sách đi, đúng rồi, vỏ cứng này cô giúp ta luyện chế thành một bộ phòng ngự bí bảo để ta dùng, những thứ khác tùy cô xử lý. Ta biết rồi, ngươi còn nội đan của yêu thú nữa không? Nếu có nội đan của nó cũng đưa hết LLUONDDI, lúc luyện khí cần dùng đến, Dương Khai liền ném qua cho nàng, đúng, chính là nó. Sau khi đã đưa cho anh Khai tờ giấy kê khai, Dương Viêm liền hú xì đuổi hắn đi, ngươi đi nhanh về nhanh, ta nghỉ ngơi vài ngày rồi quay lại luyện chế ngay, ở bên cạnh ngươi đúng là tốt quá, có bao nhiêu là tài liệu tốt chờ đợi ta xử lý. Thiên Vân Thánh lúc này, trong cửa tiệm mua bán bí bảo, lão già vừa uống cà phê vừa than ngắn thở dài. Tuy trước đó ta suy đoán thanh niên đó sẽ quay lại, nhưng đã 2 tháng rồi, không thấy bóng dáng đâu. Sớm biết ta nên bảo thanh niên đó chuyển lời giúp ta, mời luyện khí đại sư phía sau hắn gia nhập Ảnh Nguyệt Điện, luyện khí sư như vậy. Nếu không nhanh chóng chiêu mộ, một khi bị thế lực khác phát hiện, chắc chắn sẽ rất nhiều người chết vì tranh đoạt đại sư đó. Vừa nghĩ bàn tay của lão vừa siết chặt, chiếc cốc trong tay cũng vỡ nát, Ta sao vậy chứ, tuổi cũng không phải nhỏ, tu vi cảnh giới cũng không thấp. Bao nhiêu năm chưa hề có chuyện gì khiến ta thấp thỏm lo âu như vậy, ai? Không được, phải duy trì trạng thái bình tĩnh nào, hít vào thở ra, 1, 2, 3 hít vào thở ra, khí xuống đan điền, hít vào. Tiền trưởng lão có đó không? Đang định thở ra mà âm thanh kêu lớn từ bên ngoài làm lão giật bắn cả mình, suýt chút nữa là thành thải ra luôn rồi, he, có chuyện gì? Tiền trưởng lão, thanh niên 2 tháng trước đến bán bí bảo lại đến rồi. Mau mời. Nhưng âm thanh còn chưa dứt lão già đã xông phi ra ngoài, không, lão phu đích thân đi ra tiếp đón. Anh Khai thì đứng bên ngoài chờ đợi, sao mãi không thấy bóng dáng anh chàng kia đâu nhỉ? Đột nhiên, một bàn tay ôm chụp lấy cổ Dương Khai, ai ra, anh bạn nhỏ, lão khiếu chờ 2 tháng rồi, cuối cùng cũng chờ được ngươi, bộ dáng và lời nói vô cùng úp mở, nghe sao cứ có vẻ biến thái. Lão vội vàng túm lấy tay Dương Khai, nào, mời vào trong. Người xung quanh thấy một màn này thì dường như cũng liên tưởng tới cái gì. Thiếu nữ trẻ thì tức giận khó hiểu, nam nhân người thì cảm thấy chán ghét, người thì tiếc nuối thở dài. Còn người ở bên trong cửa tiệm thì kinh ngạc bàn tán xôn xao, tên đó có lai lịch gì mà khiến Tiền Thông trưởng lão đích thân đón tiếp, đúng là gặp quỷ mà. Kể cả gia chủ của mấy gia tộc gần đây đến, cũng không đáng để Tiền Thông trưởng lão nhiệt tình như vậy, không biết, trước kia chưa từng thấy tên này, hơn nữa nhìn hắn cũng không giống nhân vật lớn gì cả, quỷ mới biết là chuyện gì. Một lúc sau ở mật thất, những quả này là đặc sản của một gia tộc dưới trướng Ảnh Nguyệt Điện ta, cả u ám tinh chỉ có thổ nhưỡng nơi đó mới thích hợp cho loại cây này sinh trưởng. Quả cách 10 năm mới chín một lần, mỗi lần chỉ có thể thu hoạch chưa đến 500 quả, mặc dù không thể giúp người nhanh chóng tăng tiến tu vi, nhưng ăn vào mùi vị không tồi, còn có thể thanh tâm tinh khí, bổ sung thánh nguyên. Rất thích hợp cho người sắp đột phá như cậu, nếu như không ghét bỏ thì có thể nếm thử. Dương Khai không ngần ngại liền cấm lấy cắn một miếng, mùi vị cũng không tồi, tiền trưởng lão nếu như không để ý. Ta muốn mang những thứ này về, có thể nhanh chóng hồi phục thánh nguyên, vừa hay có thể cho Dương Viêm dùng lúc luyện khí. Không để ý, tiểu tử nếu như thích, ta sẽ cho người chuẩn bị, chỉ tiếc số lượng không nhiều. Thanh niên này mang quả về có lẽ là để hiếu kính người khác, sau lưng hắn quả nhiên có một vị luyện khí sư lợi hại. Tiền trưởng lão vừa nói đã đợi ta rất nhiều ngày, là đợi thứ này hả? Dương Khai lấy ra 7 món bí bảo ra, làm cho lão già giật mình hốt hoảng. Quả nhiên thanh niên 2 tháng trước đến mua khoáng thạch này, chính là để luyện chế những bí bảo này, 7 kiện, vừa đủ 7 kiện. Hơn nữa mới có 2 tháng có thể luyện chế ra 7 kiện thánh cấp bí bảo, Cách Lâm đại sư sợ rằng cũng không làm được, cao nhân phía sau hắn quả nhiên lợi hại. Đợi những bí bảo này chỉ là một mặt, thực ra lão đợi vẫn là cậu, không biết nên xưng hô thế nào. Dương Khai. Lão gọi là Tiền Thông, chắc rằng cậu cũng đã biết rồi, nếu như không để ý, lão cậy lớn gọi một tiếng hiền chất thế nào hả? Đương nhiên đây là vinh hạnh của tiểu tử rồi, Dương Khai liền chắp tay cung kính. Dương hiền chất tuổi trẻ tài cao, dáng vẻ đường đường, tuổi còn trẻ mà đã sắp đạt đến tầng cấp thánh vương cảnh rồi, thực đúng là hậu sinh khả úy a. Dương Khai mỉm cười. Không biết Dương hiền chất là nhậm chức ở đâu vậy, người trẻ tuổi này sao nghe một chàng tán thưởng của ta lại chẳng có tác dụng gì vậy? Cái lời này đối với anh Khai nhà ta thì như nước đổ lá khoai thôi, hắn sao lại không nhìn ra tâm cơ bên trong chứ? Tiền trưởng lão, có lời gì cứ nói thẳng đi. Hiền chất đừng trách, lão không hề có ác ý, chỉ là tuổi trẻ như cậu xuất hiện trước mặt lão nhịn không được muốn thu nhận mà thôi. Nếu như cậu nguyện ý đến Ảnh Nguyệt Điện ta, hoàn cảnh tu luyện, vật tư tu luyện, ta đều có thể cung cấp cho cậu, dựa vào tư chất của cậu. Ngày sau ở trong môn chắc chắn sẽ làm nên việc lớn. Dương Khai này hình như là người sảng khoái, vậy ta cứ trực tiếp nói ra điều kiện đi, chỉ cần hắn nguyện ý gia nhập. Vậy ít nhất cũng có thể có chút quan hệ với người đứng sau hắn, đến lúc đó mời chào cao nhân kia cũng dễ dàng hơn nhiều. Lão yên lặng chờ đợi một hồi, nhưng chỉ thấy Dương Khai vẫn đứng đó chỉ mỉm cười không nói, vẫn là không có động tĩnh gì. Lão nắm chặt 2 bàn tay, người trẻ tuổi này có lẽ cũng là mưa dầm thấm đất, mắt nhìn rất cao, nếu như đã vậy, ta liền hạ chút dược mạnh thôi. Đúng rồi, lão nhớ ra rồi, trong tổng điện Ảnh Nguyệt Điện ta có một thần vật. Đó là một khối thần thạch dùng tốt vô cùng, tâm thần của bất kỳ kẻ nào chạm vào nó đều sẽ được dẫn dắt vào thế giới mong muốn ở thế giới đó. Tâm thần có thể đạt đến tĩnh hóa thăng hoa, rất có lợi cho đột phá võ đạo. Nhưng chỉ có đệ tử có cống hiến lớn với tông môn mới có được hưởng thụ đãi ngộ này, hiền chất nếu như gia nhập Ảnh Nguyệt Điện ta, lão sẽ đảm bảo cho cậu, để cậu cũng được hưởng thụ đãi ngộ này, không bao lâu hiền chất chắc chắn sẽ đột phá đến thánh vương cảnh. Nhìn Dương Khai đang trầm ngâm suy tính, lão già mỉm cười khoái chí, sao hả, điều kiện thế này ngươi cũng từ chối sao? Nhưng ngay sau đó lão liền tối sầm mặt mày, chỉ nghe Dương Khai nói, tiền trưởng lão, ý tốt của ngài tiểu tử ghi nhớ trong lòng, bất quá ta tự do phiêu bạt đã quen, không chuẩn bị gia nhập bất kỳ thế lực nào, cho nên tiểu tử to gan từ chối tiền trưởng lão vậy, chúng ta vẫn là nói chuyện làm ăn đi, những cái khác thì không cần nói nữa. Được, nói chuyện làm ăn, lão đây tuổi tác đã lớn, nói có hơi nhiều chút, Dương hiền chất đừng để tâm. Ai, chỉ có thể từ từ dùng thành ý lay động cậy ấy thôi vậy. Vậy thì 7 kiện thánh vương cấp bí bảo, tổng giá là 5.9.000 thượng phẩm thánh tinh nhé, thành giao. Dương Khai lại lấy ra một tờ giấy, ta còn muốn mua chút khoáng thạch. Dường như lão chỉ đợi đến cái này, thấy thế hai mắt sáng rực nhìn ra cửa hét lớn, người đâu, tiền trưởng lão có gì phân phó ạ? Dương hiền chất chỗ này có một tờ phiếu, ngươi đi chọn khoáng thạch cần dùng thay cậu ấy, ngoài ra lấy ra 5.9.000 khối thượng phẩm thánh tinh trong khố phòng, ạ. Tiền mua khoáng thạch cứ trừ trong đó đi, tự ngươi xem cần bao nhiêu, đợi lát nữa báo cho ta là được. Lão già thấy thế lại gằn mặt hét lên, lấy giá ưu đãi nhất biết chưa hả? Biết rồi ạ. Thấy thuộc hạ đã vội vã rời đi, lão già mỉm cười nhìn sang Dương Khai, Dương hiền chất cũng coi như là khách quen của chúng ta, thế này cậu có vừa lòng không? Vừa lòng, tiền trưởng lão quý nhân nhiều việc, ta tự mình đợi ở đây là được. Ha, Dương hiền chất cứ nhớ nhé, lần tới nếu như có bí bảo gì muốn bán ra, nhất định phải chọn chỗ chúng ta trước đấy, vãn bối đã nhớ. Thực ra lão phu đã lớn tuổi rồi, rơi vào nhàn rỗi không ham tiền tài, thời gian còn lại cậu và ta cứ tán gẫu ở đây đi, a ha ha. Một hồi sau, Dương Khai theo tên thuộc hạ đi đến một mật thất. Những khoáng thạch này đều là thứ quý khách cần, tổng giá 1.7.000 thượng phẩm thánh tinh, vì là khách quen có thể giảm giá cho quý khách 20% thì là 1.3.600 viên. Khấu trừ thánh tinh khoáng thạch cần, 4.5.400 viên thánh tinh quý khách cần toàn bộ đều ở đây rồi. Dương Khai không nói gì một mạch thu toàn bộ vào nhẫn chữ vật, để lại một chút thánh tinh rồi rời đi. Lúc sau, tên thuộc hạ liền đi tới phòng của Tiền Thông, vào đi, trưởng lão, vừa rồi khi người đó rời đi để lại 100 viên thánh tinh cho đệ tử, ồ, ngươi nhận rồi sao? Đệ tử cũng không từ chối, hắn cũng không nói rõ, trưởng lão, nếu không thể nhận ta bây giờ sẽ đi đưa lại cho hắn, không cần, đã cho ngươi thì ngươi cứ thoải mái mà nhận. Thanh niên này thích tự đến tự đi, nếu lôi kéo giả dối, sợ là hắn sẽ không vui, lần sau nếu hắn còn đến mua khoáng thạch, ngươi lấy thêm cho hắn, sau đó nói thầm với hắn, hiểu chưa hả, hiểu rồi. Đúng rồi, lần này hắn mua khoáng thạch gì, giống lần trước sao, hắn lần này đã mua 1.7.000 viên khoáng thạch thượng phẩm thánh tinh, theo phân phó của ngài đã giảm 20% cho hắn, cho nên thu của hắn. Cái gì, 1.7.000 viên sao, hắn mua là hư cấp khoáng thạch sao, đúng vậy, Tiền Thông đứng bật người dậy. Sau đó nhìn ra cửa cười lớn, tốt, quả nhiên như vậy. Lão vội vàng lấy ra từ trong tay áo ra một miếng ngọc bội, phân phó xuống, tất cả quản sự các quán của Ảnh Nguyệt Điện trong Thiên Vân Thành cần nhớ tướng mạo người này, tận tâm tiếp đón. Nếu có tên nào ngu ngốc đắc tội với hắn, ta sẽ khiến hắn hối hắt a vì sinh ra trên đời này, hức, vậy là anh Khai tự dưng có cái ô dù to lớn luôn rồi. Chuyện này trọng đại, cần bàn bạc với Lâm đại sư, Tiền Thông cưỡi ngựa tới chỗ của lão già tóc bạc báo cáo một hồi. Còn Dương Khai bên này thì đã bay về tới Long Huyệt Sơn, Dương Viêm, tài liệu chuẩn bị xong cả rồi. Hắn gọi nhưng không thấy Dương Viêm vui vẻ chạy ra đón như mọi khi, sắc mặt hắn lạnh xuống, người đâu, rốt cuộc là sao hả? Dùng thần thức kiểm tra khắp nơi từ phòng ngủ cho đến phòng luyện, Dương Viêm đâu rồi, ai làm, Hải Khắc gia tộc gần đây sao? Sát ý của hắn bùng lên, nếu là Hải Khắc gia tộc làm, Vũ Y cũng không cứu nổi các ngươi đâu. Dương Khai mở rộng thần thức ra bên ngoài kiểm tra, chỉ chốc lát đã phát hiện Dương Viêm bị một đám người đuổi theo. Hắn vội vàng một mạch bay tới hét lớn, Dương Viêm. Đang bỏ chạy trối chết, nghe tiếng gọi của hắn, Dương Viêm ngẩng đầu nước mắt tràn ra, bộ dáng rất ấm ức. Đằng sau, thấy Dương Viêm chạy về phía anh Khai, đám người liền quát lên, đứng lại, hu, Dương Khai cứu với, có người ức hiếp ta, hu. Dương Viêm bộ dáng vô cùng đáng thương, như chịu bao nhiêu là ủy khuất. Sau đó liền núp sau lưng Dương Khai, túm chặt tay hắn, cả người thì đang run lên từng hồi, không sợ. Chỉ thấy ngay sau đó là vài thân ảnh tức tốc bay đến, tiện tỉ, dám đánh ta bị thương, ngươi chết chắc rồi. Một tia sáng vụt qua, Dương Khai vội vàng kéo Dương Viêm núp sau lưng mình, chút nữa là tia sáng đó đã bắn vào người Dương Viêm rồi. Nàng thấy đám người này đến thì hoảng sợ nắm chạy tay Dương Khai, làm sao đây, Dương Khai mới là nhập thánh cảnh tầng 3, nếu như hắn cũng không đối phó được phải làm sao. Dương Khai nhìn người đến vô cùng nghi hoặc, những gia hỏa này là ai, ta không nhớ có đắc tội với kẻ nào. Sang nhìn Dương Viêm hỏi thăm, có chuyện gì vậy, ta cũng không biết nữa, ta đang nghỉ ngơi trong sơn động, bọn họ liền xông vào. Gia hỏa kia nói ta ngủ cùng với hắn, ta không chịu, hắn liền tiến lên kéo ta liền lấy ra viêm dương choàng, lại đánh ra u cốt hàn đinh, đả thương bọn chúng. Lại sau nữa, 4 tên này cũng rất hung ác mà xông đến, ta đem lóc hình sách, vạn hỏa bạc, lưu ly hoàn, huyền âm kim tiền toàn bộ đánh ra, sau đó thì chạy, lại sau nữa. Bọn chúng liền bắt đầu đuổi theo ta cứ luôn chạy, rồi thì người đến, 5 người truy sát Dương Viêm, kẻ nào trên người cũng có xây sát, Dương Viêm vậy mà lại không hề bị thương. Không hổ là hư cấp luyện khí sư, cho dù lực chiến đấu và lá gan của Dương Viêm thực sự là có cũng không đáng để nhắc đến. Nhưng dựa vào những trang bị bí bảo cực kỳ hào hoa chói mắt kia của cô ấy cũng không phải có thể tùy tiện bị bắt nạt được. Cô ấy nếu như thật có lòng muốn giết 5 người này sợ rằng đã sớm chết rồi. Biết rõ bí bảo trên người Dương Viêm nhiều vô cùng, 5 người này vẫn cứ đuổi sát không tha, này đúng là có chút quá đáng rồi. Bọn họ cứ đuổi theo như vậy, hoặc là nhìn chúng nhan sắc của Dương Viêm, hoặc là nhìn chúng bí bảo của Dương Viêm. Tiểu tử, không cần biết ngươi là ai, cũng không cần biết ngươi có quan hệ gì với nữ nhân này, nơi này không có việc của ngươi, không muốn chết thì cút đi, nếu không đừng trách đại gia đến ngươi cũng giết luôn. Tiểu tử này chỉ là võ giả nhập thánh cảnh tầng 3 mà thôi. Nơi này là địa bàn của ta, ngươi săn bắt trên địa bàn của ta, còn muốn động vào người của ta, ngươi nói không liên quan đến ta sao, địa bàn cẩu ngươi sao? Ha ha ha, người của Hải Khắc gia tộc hả? Nếu là như vậy thì dễ nói rồi, ta là Từ Thiên Trạch. Dương Khai khó hiểu ánh mắt nhìn chằm vào tên đang đắc ý một mình kia. Này này, chắc không phải ngươi không biết ta chứ, ta nên biết ngươi sao, ngươi là cái thá gì cứ hả? Quay lại nhìn thấy đám đồng bọn đang bàn luận có vẻ khinh thường, tên này thẹn quá hóa giận. Người của Hải Khắc gia tộc càng sống càng thụt lùi rồi. Cư nhiên có kẻ không biết Từ Thiên Trạch ta. Thiếu gia, gia hỏa này thực lực không cao. Nhìn dáng vẻ có lẽ ở Hải Khắc gia tộc cũng không phải nhân vật quan trọng gì, rất có khả năng thật sự chưa từng nghe thấy đại danh của người. Hắn nhìn về bộ ngực căng tròn của Dương Viêm mà nuốt nước bọt, một thân bảo khí của tiện tỳ này thật đúng là khiến người thèm khát, hơn nữa hình như còn không biết chiến đấu, chỉ biết trốn chạy, bản thiếu gia nắm chắc thu được cả tài lẫn sắc, nữ nhân này thật đúng là cực phẩm, ngực kia, mông kia, đến áo choàng rộng cũng không che được phong thái hút người. Ở một bên, Dương Viêm vô cùng lo lắng, Dương Khai, bọn chúng có 4 thánh vương cảnh đấy, chúng ta vẫn là chạy đi. Dương Khai nắm lấy bàn tay run rẩy của nàng an ủi, thánh vương cảnh giỏi lắm chắc, thánh vương cảnh chết trên tay ta cũng không phải chỉ 1-2 kẻ. Chỉ dựa vào ngươi cũng đòi giết thánh vương cảnh sao, ha ha ha, không biết trời cao đất rôn gì, người của Hải Khắc gia tộc đều không có não hả? Tù Ngụy, lên cho hắn xem chút nhan sắc đi, để hắn biết thế nào là thánh vương cảnh, đã biết thiếu gia, tiểu tử, chọc vào thiếu gia nhà ta, kết cục của ngươi sẽ rất thảm đấy. Chọc vào ta, kết cục của các ngươi cũng không tốt hơn là bao đâu, sau khi chết, các ngươi cứ từ từ mà hối hận nhé. Dương Khai bắn ra một luồng chưởng lực, tên kia thấy uy lực của một chưởng này không tầm thường cũng giật mình, hỏa thuộc tính võ giả sao? Nhưng sau đó là cười lạnh, lão tử không sợ nhất chính là hỏa thuộc tính đấy, hắn triệu hồi ra một lớp phòng hộ bằng hơi nước bao bọc bên ngoài cơ thể, chống nạnh để cho chưởng lực của Dương Khai đánh tới. Tiểu tử này chết chắc, không có gì phải nghi ngờ, tuyệt đối không thể nào tránh được sự thất cổ huyền diệt từ sức mạnh thủy của Từ Ngụy đây, đợi mà xem kịch hay thôi. Nói không chừng, đợi lát nữa, tiểu tử này đến một khối thịt hoàn chỉnh cũng không tìm ra được nữa đấy, ha ha ha. Dương Khai chỉ cười lạnh lùng, bàn tay đang đánh ra bỗng nắm chặt lại, lực lượng của hắn cũng theo đó co rút lại. Tên nam tử kia thấy biến cố thì cũng cả kinh, chuyện gì vậy, hỏa diệm này cư nhiên bọc đến hơi nước của ta kết băng, không thể nào. Làn sóng thủy văn bị đông lại, sao có thể bị thiêu đốt tiếp chứ? Ngọn lửa của Dương Khai dần dần ngấm vào bám lấy thân thể của tên kia. Đám người đang quan sát cũng biến sắc, thánh nguyên bảo vệ bên ngoài thân thể của Từ Ngụy ngược lại giống như thêm dầu vào lửa, hỏa thế này trở nên càng ngày càng hung hãn. Vì sao ta lại bị hỏa diễm quái dị này đánh bại chứ? Mới lúc trước còn vinh váo tự đắc, bây giờ đã bị lửa thiêu đốt cả cơ thể. Chơi cái gì cũng ngu à, chỉ có chơi ngu là giỏi, này thì ta không sợ nhất chính là hỏa thuộc tính. Chỉ chớp mắt thân thể của hắn đã chỉ còn lại một vũng máu. Sao có thể chứ? Ngươi rõ ràng chỉ có tu vi nhập thánh cảnh tầng 3, sao có thể giết chết một võ giả thánh vương cảnh tầng 1 chứ? Đó là hỏa diệm gì vậy? Cư nhiên khiến Từ Ngụy không cách nào chống lại. Đám người trong lòng bắt đầu nổi lên một cảm giác sợ hãi, đều đưa ánh mắt nhìn nhau. Ngây ra đó làm gì? Hắn giết chết Từ Ngụy rồi, lên cho ta, đem tạp chủng này nghiền thành cho bụi, ta muốn hắn chết không tử tế. Hộ vệ của ta hôm nay đột nhiên chết không rõ ràng, ngươi dám khiến ta mất mặt, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Hắn tức giận nghiến răng, chỉ tay về hướng Dương Khai, còn chờ gì nữa, mau phế tiểu tử này đi. Dám giết Từ Ngụy, đúng là không coi gia tộc ta ra gì, mấy tên thuộc hạ đều nhìn nhau, người nào người nấy đều đã đổ mồ hôi hột. Thiếu gia, chính vì Từ Ngụy bị giết, chúng ta càng không nên khinh cử nhất động, tên này giờ đã nổi điên làm gì còn có thể nghĩ sâu xa được chứ, hèn nhát. Ta nuôi các ngươi có tác dụng gì? Ai, thiếu gia nhiều năm trôi qua như vậy rồi, vẫn là hố bùn không kéo lên được, thiếu gia giáo huấn phải. Lên đi, không bắt được hắn, sợ là về sau hắn tìm thiếu gia gây phiền phức, các ngươi nên biết. Nếu thiếu gia xảy ra chuyện gì, các ngươi sẽ có kết cục ra sao? Dương Viêm lúc này cả người run rẩy núp sau lưng Dương Khai nhưng nàng càng lúc càng sợ hãi. Hai tên thuộc hạ nhìn nhau gật đầu, sau đó đồng thời ra tay, một tên bay lên không bắn ra nhiều sợi vàng nhỏ. Toàn cốt kim tì. Còn một tên thì bay qua một hướng khác, hắn ngửa đầu hét vang, liệt diệm hổ phủ. Một luồng năng lượng hóa thành hình thái một con hổ gầm gừ bay tới. Đối diện với một màn này, ánh mắt của Dương Khai trở nên sắc lạnh, từ người hắn bộc phát ra một luồng năng lượng hóa thành cơn lốc xoáy. Ngay sau đó hắn lợi dùng sự che đậy của lốc xoáy đột ngột tấn công đến tên sử dụng những sợi kim tì. Một quyền đánh ra, tốc độ quá nhanh, tên kia không kịp trở tay liền bị Dương Khai đấm cho phun máu mồm máu mũi. Thấy đồng đội bị đánh, tên còn lại liền bay đến một chảo chụp tới Dương Viêm, còn không đầu hàng, bắt con này phải chết. Nhưng khi bàn tay hắn chuẩn bị chạm tới Dương Viêm, một luồng hỏa diễm đột nhiên xuất hiện ngăn chặn bám lấy bàn tay hắn. Hắn giơ bàn tay lên cao, phát hiện hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt, có dấu hiệu lan tràn đến nơi khác, không chần chừ, hựa một tiếng, hắn liền tự chặt tay. Dương Viêm trợn mắt há mồm nhìn một màn máu me này, lúc này Dương Khai cũng giơ tay chụp tới, một ngọn lửa bay đến bao phủ lấy cơ thể tên kia, có bản lĩnh, dám tự chặt tay, vậy ta vặt đầu ngươi xuống trước. Thấy tình thế không ổn, tên đầu chọc liền ôm lấy thiếu gia già mình bay đi, Dương Khai thấy thế liền hừ lạnh, một luồng thần niệm bắn ra. Khi luồng thần niệm va chạm trên không trung, dường như bị ngăn cản bởi một bí bảo nào đó, xung kích va chạm tạo thành một vụ nổ lớn trên bầu trời. Nhưng một chiêu tấn công của Dương Khai rất mạnh mẽ, một phần năng lượng đã cùng lúc đả thương hai người bên trong, thiếu gia, hư hư. Dương Khai thấy thế thì cười lạnh, phòng ngự bí bảo sao, chống lại được thần thức tấn công của ta. Hắn đang định tiếp tục truy sát thì đã bị một bàn tay kéo mạnh, Dương Khai nhìn lại. Chỉ thấy lúc này sắc mặt Dương Viêm tái mét, hai mắt trắng dã, đồng tử co lại như hạt đậu, mồm miệng run rẩy lên. Dương Khai cả kinh, sao vậy, không biết nàng đã xảy ra chuyện gì, ngay sau đó, mặt nàng tối sầm, miệng mũi phồng lên, Dương Viêm không nhịn được nữa, chỉ còn cách há miệng phun ra gọi tên chị Huệ. Dương Khai thấy thế lại càng hoảng hốt, chúng ám chiêu của chúng sao. Sau khi phun ra một ngụm đầu tiên, Dương Viêm mới lên tiếng giải thích, tên đó, bị thiêu chết rồi, Huệ. Anh Khai thấy nàng như thế không khỏi cạn lời, cuộc sống võ giả mà nhìn thấy người chết đã thành ra như vậy, tâm lý cũng kém quá đi. Sau khi nôn ra không biết bao nhiêu lần, đến con cá mới ăn vài bữa trước cũng đã bị tống ra ngoài, đầu óc Dương Viêm trở nên choáng váng, sau đó là ngất đi, Dương Khai liền bế nàng quay trở về. Không biết qua bao lâu, Dương Viêm mở mắt, ư một tiếng rồi xoa đầu, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Dương Khai lấy ra đám quả mà đã tậu được ở chỗ Tiền Thông. Nè, ăn cái này trước đi, lát nữa lại bắt cá cho cô. Dương Viêm nhận lấy cảm ơn, hôn mê 3 ngày, thật đúng là chỉ có cô thôi. Dương Khai vừa ăn vừa hỏi dò, người chết thôi mà, trước kia chưa từng thấy hả? Dương Khai vừa nhắc đến Dương Viêm còn chưa kịp ăn mặt đã tái mét, hai mắt trắng dã lấy tay bịt miệng, đừng nôn lên giường. Lại trôi qua một hồi lâu sau, ta đương nhiên từng thấy, chỉ là chưa từng thấy chết thảm như vậy. Vậy lần tới kho ta ra tay, cô nhắm mắt lại, hả, ngươi vẫn còn muốn giết người sao, vậy phải xem đối phương có thành thật hay không nữa. Đúng rồi, khoáng thạch đâu, để trong phòng ta, về sau cô hãy luyện khí trong phòng ta đi. Trạng thái hiện giờ của cô vẫn là đừng cử động linh tinh thì tốt hơn, nghỉ ngơi vài ngày rồi hãng bắt đầu. Nhiều ngày sau, Dương Khai ngồi xếp bằng bên ngoài đỉnh một ngọn núi, hiện giờ Dương Viêm luyện khí trong phòng ta. Thất Thái Kỳ ít nhiều cũng có thể giúp được cô ấy, ta bố trận ở nơi này cũng đã được mấy tháng, linh khí tụ tập cũng không ít. Ở đây ta cũng có thể miễn cưỡng tu luyện, còn có thể cảnh giác xung quanh, miễn cho đám người lần trước đến báo thù. Hiện giờ Dương Viêm đang luyện là hư cấp phòng ngự bí bảo, không thể bị làm phiền. Đúng lúc này, âm thanh của thần thụ vang lên trong đầu, ta tỉnh rồi. Dương Khai ngay lập tức dùng thần thức tiến vào không gian hắc thư, ngủ lâu như vậy, cảm thấy thế nào rồi? Vẫn ổn, chỉ là ngươi hình như không có biến hóa gì, thời gian ta ngủ rất ngắn sao, mấy năm rồi, cụ thể bao lâu ta cũng không rõ nữa. Vậy sao ngươi thực lực không tăng lên? Dương Khai cười khổ, xảy ra chút việc ngoài ý muốn. Dương Khai kể đại khái lại một vài sự tình. Một hồi sau, thì ra là vậy, ngươi hôn mê lâu như vậy, cảnh giới mặc dù không có biến hóa nhưng lại khiến kim huyết tăng lên cả một bậc. Đúng vậy, ta sẽ nhanh chóng giúp ngươi tìm được nơi an cư. À đúng rồi. Có muốn thử hấp thu kim huyết của ta không? Có thể sẽ giúp ích được gì đó cho ngươi. Ha, vậy ta không khách khí nữa nhé. Dương Khai búng tay, một giọt kim huyết bay về chỗ thần thụ. Sau khi kim huyết thâm nhập vào bên trong cơ thể thần thụ, một luồng năng lượng từ đó xảy ra. Thần thụ biến hoa vô cùng lớn, những chiếc quả nhỏ bé trên cành cây liền tức tốc phình ra. Cái gì? Chỉ có một giọt đã khiến quả của ta mọc một vòng, mấy mần quả này đã mọc cả mấy năm trời rồi đấy. Phù, sinh cơ mà kim huyết này của ngươi bao hàm thật lớn quá, cũng không có hạn chế ngày đêm như lúc trước nữa, giống như có thể được thiên địa linh vật của bất kỳ thuộc tính nào hấp thụ, tăng cường sinh cơ của chúng. Dương Khai mỉm cười, thú vị lắm, có vẻ sau này ta bồi dưỡng linh thảo linh dược cũng là lựa chọn tốt. Không ngờ kim huyết lại giúp đỡ ngươi được nhiều như vậy, ta còn tưởng na ná với thuần chất dương giả. Vậy thì thêm vài giọt nữa, đợi đã. Dương Khai vung tay lên, bốn giọt kim huyết lại lần nữa bắn đến dung nhập vào cơ thể của thần thụ. Cả cái cây to lớn tỏa ra sinh cơ mãnh liệt, ánh sáng chiếu sáng cả một khoảng không gian. Bốn giọt, thứ này không phải rất khó luyện sao? Ta phải tích lũy thánh nguyên một năm mới chuyển hóa được 3 giọt, ngươi nỡ thật đấy. Sinh cơ của kim huyết quá lớn, ta hình như lại muốn ngủ say rồi, ta cảm thấy, đợi sau khi thức tỉnh, ta sẽ tấn cấp. Ngươi trước khi đi, nhìn hai viên đá đen sẫm kia một chút, chúng, ó, chút. Không đúng, thần thụ, ngủ rồi sao, hóa ra cây cũng tấn cấp được sao, Dương Khai thấy thế bèn đi đến chỗ hai viên đá đen kia. Nhìn hai cục đá đang trôi nổi lơ lửng, từ sau khi ở Thủy Nguyệt Tinh đã không quan tâm chúng nữa. Hắn nghĩ tới lời dặn của quỷ tổ, cứ nuôi dưỡng cho tốt, có ngày ngươi sẽ hiểu, quỷ tổ đã nói như vậy, mang ra xem. Những ngày sau, Dương Khai không dừng truyền thánh nguyên lực vào bên trong hai cục đá, không biết qua bao nhiêu ngày. Hắn mở mắt chán nản hét lên, đã dùng thánh nguyên luyện nhiều ngày như vậy rồi, chẳng có chút phản ứng nào. Quỷ tổ không phải đùa ta đấy chứ, dù sao ông ta cũng không nói cụ thể là thứ gì, KHAON đã động đậy rồi, bên trong có đồ gì đó. Dương Khai sờ tay lên viên đá đang rung lắc kia, có tim đập, hóa ra là quả trứng sao. À đúng rồi, kim huyết có tác dụng lớn với thần thụ như vậy, vậy thì... Hắn không nghĩ nhiều liền cắn ngón tay, nhỏ kim huyết xuống viên đá, một ánh sáng từ đó tỏa ra. Dương Khai cảm nhận thấy viên tiếng tim đập bên trong càng ngày càng mạnh mẽ, đây là... Ngay sau đó viên đá tự động bay thoát khỏi tay hắn, nảy tưng tưng qua một góc phòng. Tiếp đến là một màn khiến anh Khai trợn mắt há hốc. Viên đá nứt vỡ, lại một con khỉ nữ phá đá mà ra, thân hình nhỏ bé, đầu chọc, trên ngực có gắn thêm một hạt châu màu đỏ rực. Nhìn bộ dáng xấu xí của nó, anh Khai méo cả miệng lại, cứ nghĩ sẽ kiếm được một con pet ngon lành đi tán gái, ai ngờ ra một cục đá có chân tay mắt miệng cơ chứ. Cục đá nhỏ này đưa ánh mắt nhìn Dương Khai, bốn mắt nhìn nhau say đắm, nhưng sau đó liền liếc qua một bên. Nó liền đi tới chỗ mảnh vỡ của viên đá mà nó mới phá kén ra, ngồi gặm nhai nhòm nhòm, như kiểu chim ăn vỏ trứng vậy. Dương Khai càng nhìn sắc mặt càng đen lại, thứ gì vậy? Nhìn nó tham lam ăn lấy ăn để những mảnh vụn đến khi không còn lại chút mảnh thừa nào. Sau đó cục đá nhỏ vui vẻ ngồi bịch xuống khoan khoái, sau đó liền nhảy mấy cái leo lên người Dương Khai. Để ta xem ngươi có bản lĩnh gì, anh Khai búng ngón tay ra, cục đá nhỏ theo đó ngã lăn mòng mòng từ trên người hắn xuống đất. Bồi dưỡng nhiều năm như vậy rồi, chắc không phải là tên phế vật chẳng làm gì được đấy chứ. Nó thấy bị anh Khai búng ngã, liền bò dậy khó hiểu nhìn hắn, ý nói sao lại đánh người ta ở kìa, em có làm gì sai đâu. Nó lần này không nhảy lên mà từ từ bò lên giường, hình như thật sự là cục đá phế vật rồi. Nhìn bộ dáng ăn no uống say em nằm lăn ra ngủ của nó, Dương Khai lại giật mình nhìn cái viên ngọc màu đỏ trước ngực, nhìn sao mà quen quen mắt. Hắn vội vàng tập trung tinh thần, đưa thần thức vào bên trong không gian hắc thư kiểm tra. Một lúc sau, huyết tinh thạch mất rồi, huyết tinh thạch trong ma thần bí điển chỉ có một khối, chính là nói. Nó ăn hết cả một khối huyết tinh thạch với thứ này rốt cuộc có liên quan gì? Những ngày sau, khi dạo chơi cục đá nhỏ luôn chạy qua phòng luyện khí của Dương Viêm ngó nghiêng không ngừng. Dương Khai vội vàng túm đầu xách nó lên, lần cảnh cáo cuối cùng, không được lại gần sơn động của Dương Viêm. Cũng không biết tiểu thạch đầu nhân này có hứng thú gì với sơn động của Dương Viêm, xem ra phải nghiêm túc nghiên cứu gia hỏa này một chút rồi. Tiểu thạch đầu nhân này mặc dù có sinh mạng, nhưng trí tuệ rất thấp. Không biết có phải do hấp thụ kim huyết của mình không, gia hỏa này gần như đều phục tùng bất kỳ mệnh lệnh nào của ta. Nhìn nó cầm cốc nướng mang đến, giống như một con rối có sinh mạng vậy. Không chỉ như vậy, tốc độ gia hỏa này đào hố thật đúng là không thể tin được. Khoáng thạch cứng rắn như vậy cũng dễ dàng bị nó đào ra một cái lỗ lớn. Có bản lĩnh này cũng không tồi, cũng không biết cái đầu tròn này của nó làm ra thế nào nữa. Bất quá nơi này ngoại trừ linh khí nồng hậu hơn một chút so với những khu xung quanh, dưới lòng đất cũng chẳng có khoáng thạch hy hữu gì hết. Thôi vậy, chỉ cần nó không đem Long Huyệt Sơn đào thủng ra là được. Dương Khai mặc kệ cho cục đá nhỏ đào hố bên ngoài sơn động. Khi hắn vào phòng đi qua cái bàn còn một cục đá thì không khỏi thở dài. Bất quá tiểu thạch đầu nhân trong khối đá đen còn lại này thì không may mắn rồi, thứ đồ như huyết tinh thạch này quá hiếm trong tinh vực. Hôm sau, khi Dương Khai đang ngồi tu luyện thì nghe âm thanh cười lớn từ phòng Dương Viêm, a ha 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 ha, thành công rồi sao? Hắn vội vàng chạy đến phòng của nàng, nhưng khi đến cửa nhìn thấy một màn thì hai mắt trắng dã. Hắn thấy cái gì chứ? Hắn thấy Dương Viêm cả người chỉ còn mặc lại một lớp áo mỏng nửa hở nửa kín, thân hình nhỏ ngọn làm cho đôi bồng đào kia lộ ra rõ rệt, trên người nàng lại còn lấm tấm mồ hôi tạo ra cảm giác mập mờ sương mù che phủ. Hức hức. Thấy hắn đến, nàng dùng tay lau một ít mồ hôi trên trán cười nói, ngươi nhanh như vậy đã đến rồi hả? Nàng cầm một cái khiên chạy thẳng về trước mặt hắn, lại làm cho hai cái cục to tròn kia rung lắc nảy nảy. Dương Khai nhìn mà mặt cũng dẫn đỏ lên, lại thêm lâu ngày chưa gặp vợ. Dương Viêm đâu có để ý tới, nàng đang vui vẻ liền giơ tấm khiên thẳng mặt anh Khai, ngươi xem xem, hư cấp hạ phẩm bí bảo, ta không lừa ngươi đúng không, ta chính là hư cấp luyện khí sư mà. Dương Khai nhận lấy tấm khiên cảm nhận một chút, bí bảo này nhẹ quá, như không nặng tí nào. Lại còn có cả phong và thổ hai loại sức mạnh thuộc tính nữa. Ta dung hợp vào trong cả nội đan của Xích Vĩ Tử Giáp hạt rồi, nguyên liệu chủ yếu của thuẫn bia này chính là vỏ giáp của yêu thú đó. Sau khi dung hợp nội đan, nó sẽ có một phần năng lực của yêu thú khi còn sống, sa trần bạo sao, năng lực này không tồi. Dương Viêm đắc ý lại khoanh tay ưỡn ngực, thuẫn bi này là ta khổ phí tâm sức tạo ra, về sau phải sử dụng trân trọng vào. Nó không những có thể dùng để phòng ngự, gai nhọn trên đó còn dùng để phản kích, dùng tốt thì vượt cấp tác chiến cũng không thành vấn đề. Có bí bảo như vậy ở trong tay, ta đảm bảo võ giả thánh vương cảnh tuyệt đối không làm gì được ngươi, trừ phi ngươi đứng tại chỗ để cho người ta đánh. Dương Khai càng ngày càng nhìn chăm chú vào cái bộ vị kia không thể rời mắt, bên tai vang lên âm thanh của Dương Viêm nhưng hắn mặc kệ, ánh mắt của hắn thẫn thờ đi. Dương Viêm lúc này mới để ý tới ánh mắt thẫn thờ của hắn, khó chịu hỏi, ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi nghe không vậy, ngươi đang nhìn cái gì hả? Nàng đưa tầm mắt theo hướng đôi mắt kia, nhìn thấy quần áo nửa hở nửa che mập mờ còn ướt át của mình thì hét toáng lên, a. Lưu manh, bỉ ổi, vô liêm sỉ, người ta khổ sở giúp ngươi luyện chế bí bảo, ngươi lại, hu, hức. Bên kia có ao nước, dẫn từ Thanh Tuyền Sơn động, cô đi tắm đi, ta tự biết, mau ra ngoài, được ta ra ngoài. Đúng lúc này, phía sau mông Dương Viêm đột nhiên xuất hiện một cái hố, nàng hé mắt nhìn thì cũng bắt gặp một đôi mắt to tròn cộng thêm cái đầu chọc bóng. À. Như một cơn gió nàng bay vọt đến lên người Dương Khai, đó là cái gì vậy, ta cảm thấy vừa rồi nó nhìn ta. Nàng túm chặt ép sát người lên cơ thể Dương Khai, nó đi chưa thế, đi rồi. Thật sự đi rồi sao? Thấy Dương Khai có vẻ chắc chắn, nàng liếc nhìn xuống dưới thì đúng là không thấy nữa, lúc này mới thở ra một hơi. Nhưng đột nhiên, bây giờ mới cảm nhận được tình huống lúc này, nàng đang ép đôi ngực căng tròn lên người Dương Khai đến méo mó. Hơn nữa cái bộ vị dưới kia còn đang bị cái gì đâm vào khiến mặt nàng bắt đầu đỏ lên như quả táo tàu. Thẹn quá không biết nói gì nữa, nàng nhỏ nhẹ thốt ra, ngươi thả ta xuống đi. Dương Khai giơ hai tay đầu hàng, ta không có ôm cô, là cô tự bám mà. Càng nghĩ càng ấm ức, thế mà mình lại tự dâng lên cho anh Khai hưởng, miệng Dương Viêm mếu máo. Nước mắt tràn ra, u hu. Nàng vội vàng thả tay đang bám cổ hắn ra, cả người không tự chủ rơi cái bịch xuống đất ai dô, chân không kiểm soát lại chổng lên trời, để lộ ra cái chỗ kia đập vào mắt của hắn cho hắn nhìn. Càng nghĩ tới mặt nàng càng đỏ bừng lên, gục mặt xuống đầu gối, ngươi ra ngoài trước được không, ta phải rửa bụi bẩn trên người. Dương Khai chỉ ồ lên một tiếng rồi đi ra bên ngoài cửa động. Thấy cục đá nhỏ đang đưa ánh mắt nhìn mình, hắn cũng trả lại cho một ánh mắt xấu xa, bộ dáng như ấp được mày thật là mát lòng mát dạ, làm tốt lắm. Trời ơi là trời, tâm địa anh Khai đúng là toàn màu đen mà. Thấy vì cục đá nhỏ mà hắn được hưởng một màn kia, còn khen nó nữa chứ, mói mấy ngày trước còn cấm người ta vào. Nhưng mà Dương Khai mặc dù vui vẻ nhưng cũng không khỏi nhìn lên bầu trời, tiếp theo nên giải quyết thế nào đây? Dương Viêm cô nương này không giống Tuyết Nguyệt, kể cả Trần Như Nhộng bị ta thấy cũng tự trấn tĩnh được, nói điều kiện để tìm sinh cơ. Nếu như vì chuyện lần này mà Dương Viêm ngại không gặp ta nữa, hoặc ngại thành phẫn nộ chạy mất thì làm sao đây? Để danh tiếng bản thân truyền khắp tinh vực, chỉ dựa vào võ lực thì là không thể, phải tụ tập một số nhân tài quý giá, tài liệu mất cũng mất rồi, Dương Viêm thì không thể mất được. Có nên đi xin lỗi không nhỉ, nhưng nếu lại hiểu lầm làm cô ấy bị tổn thương thì lại không ổn, phiền quá. Đúng lúc này, Dương Khai, ngươi đi theo ta, Dương Viêm từ đâu chạy tới ép bộ ngực no đủ vào cánh tay của Dương Khai. Dương Khai theo nàng tiến vào phòng luyện khí hồi nãy, sao thế, hình như ta đã phát hiện thứ gì đó, ngươi mau đến xem thử xem. Nàng chỉ tay vào cái lỗ nhỏ nói, vừa rồi ngươi có nhìn thấy thứ gì ở đây không? Cô biết nó là thứ gì hả, có thể là ta biết. Nhưng cũng có thể không phải, giống như ta nghĩ, ngươi có thể thông qua cái hố này truy tung đến vị trí của sinh linh kia không? Nếu như có thể bắt được nó ta liền có thể nghiêm túc nghiên cứu rồi, cô nghĩ đó là thứ gì chứ? Trước khi chưa nhìn rõ ràng, ta cũng không dám xác định, vừa rồi ta chỉ là nhìn thoáng một cái, sau đó mới nghĩ kỹ lại thì mới cảm thấy nó có chút giống. Nhìn bộ dáng không quan tâm của Dương Khai, Dương Viêm khó chịu, rốt cuộc ngươi có thể giúp ta tìm không hả? Không cần tìm nữa. Đừng mà, giúp ta truy tìm một chút đi mà, ta thật sự rất tò mò về nó, nếu như ngươi có thể giúp ta tìm thấy nó, việc vừa rồi ta sẽ không truy cứu nữa. Nàng lại chu thêm cái mỏ ra bộ dáng làm nũng, ngươi giúp ta một lần đi mà, ta đã giúp ngươi luyện khí rồi, không cần, ta gọi nó qua đây là được. Cái gì? Gọi nó qua đây á? Chỉ sau một chút, một cái đầu tròn vo từ đất chui lên, liếc nhìn hai người. Dương Viêm như một cơn gió vội vàng nhào tới trước mặt cục đá nhỏ, ú òa, thấy bộ mặt thèm thuồng của Dương Viêm, nó liền giật mình sợ hãi. Nhanh chóng bay một mạch đến chân Dương Khai, từ từ bò lên vai của hắn. Thạch tộc. Thạch tộc sao? Cô biết nó hả? Nhìn thấy cục đá này vậy mà bò lên vai Dương Khai bộ dáng thân thiết, Dương Viêm kinh hãi che miệng. Dương Khai lại có thể dễ dàng bắt được nó, còn có thể lệnh cho nó qua đây sao? Hắn có nhiều nguyên liệu quý giá cùng bí bảo cao cấp như vậy, lại có thể vượt giai trảm sát thánh vương cảnh. Hiện giờ đến cái loại tồn tại nghịch thiên như thạch tộc này cũng có được, này rốt cuộc là cái loại biến thái gì vậy chứ? Dương Viêm ấp úng chỉ tay vào cục đá nhỏ hỏi thăm, thạch tộc này là của ngươi hả? Là của ta, cô nói cho ta nghe, thạch tộc là chuyện gì vậy? Mấy ngày nay cứ luôn nghiên cứu tiểu thạch đầu nhân này, tiếc rằng không thu hoạch được gì, không ngờ rằng Dương Viêm cư nhiên lại biết, vậy thì phải tìm hiểu rõ ràng từ cô ấy thôi. Có thể để ta nhìn rõ ràng được không? Ta còn có chút không xác định lắm. Dương Khai ném cục đá nhỏ bay về hướng Dương Viêm. Nó lao một mạch về chỗ mềm mại kia bóp bóp, Dương Viêm thấy thế không nhăn mặt quát khẽ, nhẹ chút chứ. Ế, là nhẹ chút chứ không phải không được a, chật chật. Nàng nhìn về cục đá nhỏ trong lòng bàn tay, hai mắt sáng lên, nhìn ánh mắt của nàng. Cục đá nhỏ hoảng sợ giơ hai tay về hướng Dương Khai cầu cứu, bố ơi cứu bé, bé sợ bị ăn lắm. Tiểu Đông Tây, ngoan ngoãn ở đó đi. Dương Viêm quan sát một lúc thì khẳng định là huyết tinh thạch, không sai rồi, đây thật sự là thạch tộc. Trời đất ơi, chẳng phải nói loại chủng tộc này sớm đã diệt tuyệt rồi sao, cư nhiên còn có hàng sống ở trên đời. Dương Khai ánh mắt sáng lên, liền đưa tay ra chộp lấy cục đá nhỏ thu về bên cạnh mình. Dương Viêm thấy thế cả người run lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào tiểu thạch trong tay Dương Khai. Ta còn chưa xem xong mà, ngươi để ta xem thêm nữa đi, nếu như cô biết nó, vậy nói rõ cho ta nghe, sau khi nói rõ muốn nghiên cứu sao cũng được. Ngươi có được nó, mà lại không biết nó là cái gì hả? Sao ta phải biết chứ? Ông trời thật bất công, vì sao ngươi có thể có được thứ này chứ? Vì sao nó không phải là của ta chứ? Nó là thạch tộc. Tôi đã nghe cô nói qua rồi, thạch tộc có phải là một loại chủng tộc không? Đúng thế, nói gì mà nói đi nói lại mãi thế. Nó còn gọi là thạch khôi, có lẽ ngươi đã phát hiện ra trí lực của nó rất thấp đúng không? Có thể nó gần như không có đầu óc, hành động hay không hoàn toàn phụ thuộc vào mệnh lệnh của chủ nuôi, cho nên cứ cho nó là một loại sinh linh, nhưng cũng là một loại con rối. Bọn chúng chỉ có diễn sinh ở một loại điều kiện đặc thù, hình thái lúc đầu diễn sinh là một loại viên thạch đen xỉ. Bọn chúng bị thạch bao trùm ở trong, không có dấu hiệu sinh mệnh, nhưng chỉ cần hấp thụ đủ tinh hoa thạch bảo, bọn chúng liền dần dần lớn lên, đến khi hoàn toàn thành thục. Có thể đem chúng tưởng tượng thành đẻ trứng, bất quá không quá giống như vậy. Mà muốn chúng nó phá vỏ mà ra thì còn cần một thứ, đó chính là huyết tinh thạch. Huyết tinh thạch chính là trái tim của thạch tộc. Không có huyết tinh thạch, vô luận là thạch tộc lớn lên khỏe mạnh như thế nào đi nữa, nó cũng không cách nào thực sự sống lại. Trên vị trí tim của thứ này có một khối huyết tinh thạch, cho nên ta có thể khẳng định nó chính là thạch tộc. Huyết tinh thạch chính là trái tim của tiểu gia hỏa, thì ra là vậy, giống với quan sát mấy ngày nay rồi. Số lượng thạch tộc rất ít, nhưng tác dụng chúng phát huy được ra khó mà tưởng tượng được, cho nên rất lâu trước đó, chỉ cần thạch tộc hiện thân, sẽ dẫn đến sự theo đuổi của vô số người, họ đều muốn thu thạch tộc vào túi, biến thành thạch khôi của mình, tác dụng gì? Sự phát triển của chúng là dựa vào hấp thụ lượng lớn khoáng vật tinh hoa, cho nên chúng cực kỳ mẫn cảm với khoáng vật quý hiếm, chỉ cần gần nó có khoáng vật gì tốt, chúng sẽ phát hiện ra ngay, ngươi nói xem tác dụng của nó có lớn không chứ? Có một thạch khôi thì có thể có tất cả khoáng mạch không ai biết đến, khoáng mạch hư vương cảnh không thể phát hiện ra, không thoát khỏi nó được. Hóa ra NSO cũng không vô dụng a, tuy đầu chọc lốc trông rất ngu, không ngờ lại có năng lực như vậy. Nếu cục đá nhỏ mà biết nói chuyện chắc chắn sẽ chửi lại Dương Khai, ngươi mới ngu ý, đầu chọc là mốt thịnh thành đấy nhá. em nóng quá nên cắt chọc đi thôi. He he. Tìm khoáng mạch chỉ là một loại năng lực của Thạch Khôi mà thôi, còn có một năng lực nữa mà bất kỳ luyện khí sư nào đều mơ ước có được. Nó có thể tôi luyện khoáng vật tinh hoa, chỉ cần có sự trợ giúp của nó, luyện khí sư không cần khổ sở tôi luyện khoáng thạch nữa, Thạch Khôi có thể nhẹ nhàng làm được việc này. Hơn nữa làm xuất sắc hơn bất kỳ luyện khí sư nào. Luyện đan cần ngưng luyện dược dịch, luyện khí cần tôi luyện khoáng thạch, quá trình loại bỏ tạp chất ở trong tài liệu một cách sạch sẽ, quá trình này ở trong luyện đan luyện khí là không thể thiếu. Loại bỏ tạp chất càng sạch sẽ, đan dược và bí bảo luyện chế ra càng xuất sắc, rất nhiều lúc. Giai đoạn loại bỏ tạp chất của một luyện đan sư hay luyện khí sư có thể nhìn ra bản lĩnh thật sự của người này. Nhưng Thạch Khôi sinh ra đã có năng lực loại trừ tạp chất và tôi luyện khoáng thạch, hơn nữa sự tôi luyện của nó là vô cùng triệt để, xuất sắc hơn bất kỳ luyện khí sư nào, cho nên ta mới có hứng thú với nhóc con này như vậy. Thạch Khôi còn một cách gọi khác, tối cường bổ trợ của luyện khí sư, cho dù là năng lực tìm khoáng thạch hay là năng lực tôi luyện khoáng thạch của nó, đều là những thứ luyện khí sư vô cùng cần. Nói đến đây, đáng ghét, hiện giờ rơi vào tay ngươi đều là Minh Châu thiên vật các kiểu, nếu Thạch Khôi này là của ta thì tốt biết bao. Tiếp tục đi, còn gì về nó nữa không, nó là một loại hình nộm thì đương nhiên có thể chiến đấu nữa. Một con hình nộm bằng lòng bàn tay này, cho dù có chiến đấu lực thì cũng rất có hạn chứ. Lẽ nào là đào động SAP, chuyện đào đất là tuyệt vời nhất đấy. Huynh cũng biết luyện khí sư giống với luyện đan sư, bản thân chiến đấu lực không mạnh, Thạch Khôi đánh nhau được là bù đắp vào khuyết điểm này rất tốt rồi, nó đúng là sinh ra để dành cho luyện khí sư mà. Nói xong, Dương Viêm liền bày ra bộ dáng đáng yêu mắt long lanh tràn ngập nước, Dương Khai ca ca, nói chuyện hẳn hoi. Thạch Khôi này của huynh, éo, ta còn chưa nói hết mà, ta biết cô muốn gì, cô muốn nó sao? Không thể đâu bé ơi, giữa ta với nó có liên hệ rồi, kể cả tặng cho cô, nó cũng chỉ nghe lệnh ta thôi. Cái gì, huynh thu phục nó rồi sao, thu phục nó kiểu gì vậy, Thạch Khôi rất khó thu phục đó. Trừ phi trước khi nó phát triển hoàn chỉnh, huynh luôn nuôi dưỡng nó, ha ha, trẻ nhỏ dễ dạy, tức chất mất, hừ hừ. Có điều nó tuy chỉ nghe mỗi mệnh lệnh của ta, nhưng nếu cô muốn dùng nó để tu luyện, ta có thể cho cô mượn, dù sao ta cũng không biết luyện khí. Thật sao, nghe thế thì Dương Viêm hai mắt mở to. Nhìn anh Khai như hắn chính là ánh sáng của đảng trong đời nàng vậy. Tốt quá rồi, có nó ta bây giờ có thể tôi luyện thuẫn bia này đến đẳng cấp hư cấp trung phẩm, tiếp theo luyện chế những bí bảo đó. Dương Khai ca ca, thực sự quá tốt mà, ta theo huynh thực sự hạnh phúc quá, nào nào nào, để ta xem nó tôi luyện khoáng mạch kiểu gì. Rất đơn giản, huynh nhìn đây, Dương Viêm lấy ra một cục khoáng thạch, đưa tới trước mặt cục đã nhỏ, nhóc con mau qua đây, tỷ tỷ có đồ ngon này. Chỉ nghe cái ực, cả cục tinh thạch đã bị cục đã nhỏ nuốt chửng, ăn nhanh vậy sao? Dương Khai tò mò hỏi, giờ thì sao nữa, đợi lát, chỉ thấy ngay sau đó. Cả người cục đá nhỏ nhuộm lên một màu đen đen như dính bùn, nó lắc lắc cái đầu thì lớp màu đen bên ngoài nứt vỡ rơi xuống đất. Đây là tạp chất ẩn chứa trong thiên thanh thạch, tất cả tinh hoa đều bị nó ngưng luyện ra rồi. Dương Viêm chắp tay ánh híp lại bộ dáng yêu thương nói với Tiểu Thạch, mau nhổ ra đi, nhưng nó ngồi lì ở đó không thèm quan tâm. Thấy vậy nàng liền nhìn về Dương Khai chỉ tay vào Tiểu Thạch mách lẻo, ý nói nó không chịu hợp tác, nhóc con, nhổ ra đi. Dương Khai nói xong, Tiểu Thạch liền phi một cái nhổ ra viên đá màu xanh vừa nuốt, cứ tưởng đã xong ai ngờ. Chỉ thấy nó há miệng to hơn, sau đó là từng viên khoáng thạch chất thành núi xuất hiện trước mắt hai người. Sau khi nhả ra một đống, khuôn mặt nó buồn rầu mất mát, còn cặp đôi họ Dương thì giật mình kinh ngạc. Dương Viêm, Thạch Khôi sau khi nuốt một viên khoáng thạch có thể bỗng dưng sinh ra nhiều vậy sao, không thể nào. Nàng ngồi xuống cầm lấy viên khoáng thạch màu anh nói, đây là viên thanh thạch không sai, có lẽ là vừa rồi viên ta cho nó tôi luyện xuất sắc quá, không có chút tạp chất nào. Dương Khai cũng đi đến đống khoáng thạch kia quan sát, đây không phải thiên thanh thạch, đây là không linh tinh sao. Hai người ánh mắt sáng rực lên nhìn nhau, như đã tưởng tượng ra một viễn cảnh xa xôi mà hai người sắp đạt tới. Muốn nói khoáng thạch nào quý giá nhất trên đời này, còn thật sự không có ai có thể đưa ra đáp án, nhưng không thể phủ nhận được rằng, không linh tinh tuyệt đối là một trong những khoáng vật quý giá nhất, thu thập của không linh tinh cực kỳ khó khăn, bởi vì nó không giống những khoáng thạch khác, có được khoáng mạch của chính mình. Nó là một loại bán sinh khoáng, gọi là không minh thạch khoáng mạch, không minh thạch giá trị không lớn. Mặc dù có lúc luyện khí cần dùng đến, nhưng không phải là khoáng mạch đẳng cấp cao gì, nhưng không linh tinh mà bán sinh xuất ra thì lại khác. Giá trị của nó cực cao, cực có công năng bình phong thần thức tra ám, vì vậy thường được lấy làm nguyên liệu cho nhẫn không gian cùng các chữ vật bí bảo. Trong cả khối không minh mạch khoáng mạch có thể tìm được không linh tinh to gần bằng chậu rửa mặt thì đã là phú khoáng rồi, thậm chí có thể căn bản không có không linh tinh. Tìm kiếm không linh tinh chính là cần vận khí tốt sẽ tìm được một chút, vận khí không tốt thì chẳng kiếm được gì. Dương Khai, Tiểu Đông Tây lúc trước tìm ra khoáng thạch gì vậy? Ta mấy ngày nay mới bồi dưỡng ra nó, trước kia nó cứ luôn ở trong viên thạch đen, bất quá khoảng thời gian này nó cứ chạy xuống lòng đất suốt. Thạch Khôi ăn một khối thiên tinh thạch không thể nào liền có thể làm ra nhiều không linh tinh vậy được. Lẽ nào nó trước kia cất giữ ở trong bụng sao? Không cần biết thế nào, vẫn là mau chóng thu lại đi, bị người khác nhìn thấy thì không tốt đâu. Nếu như những không linh tinh này thật sự là Thạch Khôi khoảng thời gian gần đây mới tìm đến được, vậy thì chỉ có thể là dưới lòng Long Huyệt Sơn có mà thôi. Nhưng ta rõ ràng đã tỉ mỉ tra thám tình hình lòng đất rồi, căn bản không có phát hiện sự tồn tại của khoáng mạch gì cả. Nơi này nếu như thật sự có không minh thạch khoáng mạch, Hải Khắc gia tộc của Vũ Y không thể nào lại không biết, nhất định phải làm rõ chuyện này, đi theo ta. Hai người tiến đến một khoảng rừng trống, sau đó Dương Khai thả Tiểu Đông Tây xuống, đào ở vị trí này một chút, Tiểu Thạch liền nghe lời chăm chỉ đào sâu cuốc bẫm. Hai người thấy dần dần đã không nhìn thấy Tiểu Thạch nữa, Dương Viêm không nhịn được liền lên tiếng hỏi, phải đợi bao lâu, khoảng nửa giờ. Nửa canh giờ sau, Dương Khai nhìn xuống cái hố sâu lên tiếng, sắp được rồi, đi thôi. Hắn liền nhảy vọt xuống hố, Dương Viêm nhìn miệng hố có chút xíu liền nghi hoặc, động này liệu có nhỏ quá không? Dương Khai vừa nhảy xuống tới đáy, đã nghe âm thanh kêu cứu của Dương Viêm phía trên, Dương Khai, giúp ta với. Ta bị kẹt rồi, cứu cứu, chỉ thấy nàng đang chới với giữa không trung, cơ thể mới được nửa thân dưới xuyên qua miệng lỗ. Anh kia liền một tay túm lấy cái chân nàng giật mạnh xuống, bộ ngực căng tròn của Dương Viêm bị ép ngược lên trên đến méo mó, sau khi rơi xuống thì rung lắc dữ dội. Nước mắt ứa ra, đau chết ta rồi, ngươi rốt cuộc có hiểu thế nào gọi là thương hoa tiếc ngọc không hả? Nhưng anh Khai nào có để ý chứ, hắn đang cảm thán, không ngờ rằng mấy ngàn trượng dưới núi Long Huyệt, cư nhiên ẩn giấu nhiều không linh tinh khoáng phong phú như vậy. Dương Viêm thấy thế liền hô lên chạy tới, oa a a, thần tài đến. Nước dãi tràn ra, nhiều không linh tinh quá, chẳng trách ta không thể tra ra được tình hình nơi này. Nếu như không phải Thạch Khôi trời sinh mẫn cảm với khoáng thạch quý giá, một bảo tàng như thế này, chỉ sợ phải bị giấu ở đây vô số năm, thật sự cũng phải cảm ơn Vũ Y, về sau tìm cơ hội bồi thường cho cô ấy một chút mới được. Đúng lúc này, Dương Viêm ôm theo một ôm không linh tinh đến vui vẻ nói, Dương Khai, chúng ta phát tài rồi. Dương Khai bộ dáng vô sỉ chỉ tay vào chính mình, éo nhẽ, là ta phát tài rồi, không phải chúng ta, đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ. Dương Viêm gào khóc thảm thương kéo tay, chia cho ta một ít đi mà, ta vừa nãy bị kẹt đâu lắm đó, hu hu. Thứ này chỉ có thể giúp luyện thành nhẫn không gian, ngươi cần nhiều như thế làm gì chứ, ngươi muốn đeo nhẫn đầy tao sao, lại không phải chân châu ngọc bội gì. Dương Viêm thấy không kéo được hắn liền ngượng nghịu nói nhỏ, ta muốn dùng nó nghiên cứu trận pháp. Hả? Trận pháp gì thế? Trận pháp không gian, chưa từng nghe qua sao, là một loại trận pháp thần kỳ, có thể truyền tống tới không gian tu luyện. Ngươi biết trận pháp không gian sao? À, không phải đã nói sớm đã thất truyền rồi sao, ngươi là học được từ đâu? Ta học từ, thấy Dương Viêm ấp úng không muốn nói, Dương Khai cũng thở ra một ngụm. Bỏ đi, ta không có hứng thú với bí mật của người khác, làm không tốt thì chính là bị truy sát. Ngươi lúc nào muốn nói thì nói, ta không ép ngươi, nếu như sau này có cơ hội ta sẽ nói, vậy không linh tinh này. Ta nói ngươi nghe, ta nếu như luyện thành rồi, không những có thể truyền tống ở U Ám Tinh, nói không chừng còn có thể truyền tống tới không gian tinh thượng tu luyện. Ngươi cũng không muốn cả đời bị giam trong U Ám Tinh đâu phải không? Bên ngoài còn rất nhiều đồ tốt, chúng ta còn chưa từng thấy qua, ta nghe nói tinh thành có rất nhiều tài nguyên cấp hư vương. Có số tài nguyên đó rồi, thì ta có thể luyện chế bí bảo hư vương cho ngươi. Tới lúc đó sẽ không ai có thể làm ngươi bị thương, nghe nói còn có người ở những nơi khác xem đan dược như một món ăn vặt. Nếu như trận pháp không gian của ngươi thật sự thành công, khoảng cách truyền tống sẽ là bao xa? Không gian trận pháp chính là vì muốn phá bỏ sự ràng buộc và khoảng cách địa lý, chỉ cần có thể định vị chính xác hai địa điểm, khoảng cách không còn là vấn đề, đó là trên lý luận. Dương Khai ánh mắt bừng sáng như tìm được một con đường mới cho mình, không giới hạn sao, vậy có thể truyền tống xuyên đại lục rồi sao? Nhưng trên thực tế còn phải nghiên cứu tỉ mỉ hơn, được rồi, cho phép ngươi. Dương Viêm liền vui vẻ nhào tới ôm chầm lấy Dương Khai, cảm ơn. Sau đó lấy ra một cái cuốc chim cầm trên tay, cuốc chim à, ta là luyện khí sư, trên người mang theo đồ không thể coi là phạm pháp đúng chứ. Sau đó nàng bắt đầu nghiêm túc dùng lực đào bới, Tiểu Thạch một bên thì không ngừng ăn, còn Dương Khai thì chỉ ngồi đó nhìn ngắm. Nhiều ngày trôi qua, Dương Viêm cầm viên không linh tinh trên tay không khỏi cảm thán, đáng tiếc. Người bên cạnh chỉ biết dùng nó để luyện nhẫn không gian, ngươi còn biết thứ mà người khác không biết hả, nó còn có thể dùng để tu luyện. Cái gì, không linh tinh có thể dùng để tu luyện sao, giống với thánh tinh sao? Chỉ có võ giả thật sự hiểu về sức mạnh không gian thì mới có thể dùng, tăng cường sự hiểu biết của bản thân đối với sức mạnh không gian. Trận pháp không gian hiện giờ đều là người tu luyện thời kỳ trước tạo ra, nhưng bây giờ, ha ha, ta dám cược, bây giờ người am hiểu về sức mạnh không gian ở cả tinh vực. Không biết có tới 20 người không, đừng nói tới dùng để chiến đấu thì càng ít. Nhìn Dương Khai đang chăm chú nhìn một viên không linh tinh, ngươi không phải muốn hấp thụ sức mạnh của không linh tinh đó chứ, từ bỏ đi, nếu như không hiểu rõ về sức mạnh không gian thì không có cách nào hấp thụ đâu. Dương Khai mặc kệ nàng, hắn đã bắt đầu luyện hóa hấp thụ viên không linh tinh đầu tiên. Thấy thế Dương Viêm lại há hốc kinh hãi, ngươi cái gì mà ngươi, ta chính là một trong 20 người mà ngươi nhắc tới đó. Trời ơi, ngươi rốt cuộc là quái vật gì vậy chứ? Giống nhau thôi, chúng ta đều là người có bí mật, ta phải tu luyện một trận, tự cô đi lấy không linh tinh đi. Lấy được bao nhiêu thì đều là của cô, đến lúc đó Thạch Khôi giúp cô tinh luyện một chút là được. Càng tiếp xúc với nam nhân này, lại càng có chút không thể hiểu rõ người này. Bất quá hắn đối với mình không hề có đề phòng, coi mình là người mình rồi, he he, nghĩ đến đây Dương Viêm liền vui vẻ. Năng lượng trong không linh tinh gần giống như trong thánh tinh, bất quá cũng thật sự không phải mỗi người đều có thể hấp thụ được. Cứ cho là ta cũng bắt buộc phải dùng không gian năng lượng mới có thể thuận lợi hấp thụ. Mặc dù năng lượng này không thể cường hóa nhục thân, nhưng có thể tăng cường lý giải của ta đối với không gian. Mỗi nghi hoặc lúc trước cảm ngộ được khi phiêu bạt trong không gian đều rất khó mà lý giải được. Nhưng lúc này sự huyền diệu của năng lực không gian giống như đang mở ra cánh cửa lớn đối với ta vậy, để ta có thể tra xét mọi cơ mật trùng trùng trong đó. Bất quá cách tu luyện này đúng thật là bại gia, thượng phẩm thánh tinh có thể tu luyện 2 giờ mới đem năng lượng nội bộ hấp thụ sạch, không linh tinh lại kiên trì không đến 1 giờ đã biến mất không thấy nữa rồi. Cái giá tu luyện phải trả này, cứ cho là Hàng La Thương hội sợ rằng cũng khó mà chịu nổi, may mà Thạch Khôi phát hiện ra không linh tinh khoáng này, cũng may Vũ Y đem ngọn núi này tặng cho ta. Thời gian cứ thế trôi qua, mười mấy ngày này Thạch Khôi cũng không ngừng khai quật, động huyệt dưới lòng đất này đã trở nên rộng rãi không ít. Hiện giờ lý giải của ta đối với năng lượng không gian so với trước kia đã được một bước lớn, mặc dù vẫn chưa thí nghiệm, nhưng ta khẳng định hiện giờ xé ra không gian cự ly có thể di động chắc chắn không chỉ là ngàn dặm. Dương Viêm thì đang vô cùng chật vật ngồi xếp bằng một bên liếc nhìn Dương Khai, lúc này cả người nàng lem luốc như mấy bà nhặt bã mía ở đường quốc lộ vậy, hức hức. Dương Khai này là chủ nô dịch vạn ác, Tiểu Thạch Khôi vất vả thu thập không ít tinh linh đều bị hắn đoạt hết rồi. Dương Khai đang tu luyện nhưng cứ cảm thấy có một ánh mắt nhìn kỳ lạ nhắm vào mình, hé mắt ra thì thấy Dương Viêm đang khó chịu ngồi một bên. Sao không đào tiếp đi hả? Ta phát hiện không cần phải vất vả đi đào làm gì, để tiểu thu thập là được, nếu ta cần, cứ tìm người lấy là được. Hả? Cái gì tiểu? Chính là Thạch Khôi á, ngươi đã yên tâm mà nghiễm nhiên hưởng thụ thành quả lao động của nó thế rồi, ta cần gì phải làm khổ lao nữa, cuối cùng thì cô cũng phát hiện rồi. Chúng ta lên trên đi. Không linh tinh cứ giao cho nó thôi, ta còn cần luyện khí nữa, cũng được. Từ tập này trở đi Tiểu Thạch cục đá nhỏ sẽ gọi là tiểu nhé mọi người. Sau khi hai người lên trên mặt đất, ngươi đợi chút, ta bố trí trận pháp đem nơi này giấu đi, được. Dương Viêm giơ bàn tay ra một luồng trận đồ âm dương bao phủ miệng hố, che lấp đi toàn bộ vết tích. Nhớ lấy vị trí này là được, lần tới lại nhảy trực tiếp từ nơi này xuống, không tồi, thần thức đều khó mà tra ra được cái động này. Khi hai người đang đi bộ về động phủ thì bắt gặp Dư Phong đang nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm gì đó. Thấy Dương Khai, hắn liền vội vã kêu lên, ngươi chạy đi đâu vậy, ta tìm cả Long Huyệt Sơn cũng không tìm thấy người, còn tưởng rằng ngươi đã đi rồi cơ. Ta cùng Dương Viêm đi loanh quanh một chút, nếu như muốn đi, ta sẽ nói một tiếng với Vũ Y, nào có chuyện không từ mà biệt chứ. Ngươi hiện giờ phải đi thật rồi, ý gì hả, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Vũ Y có lẽ sẽ không đuổi mình đi. Nhưng Dư Phong đã qua đây, có lẽ chính là theo Vũ Y, lẽ nào có liên quan đến Từ Thiên Trạch kia sao, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, quả nhiên hậu quả khó lường. Không có thời gian giải thích nhiều, hai người xem có thứ gì cần thu thập không, mau chóng thu thập một chút, ta hiện giờ đưa các người đi, trên đường sẽ nói rõ cho hai người. Dương Viêm bộ dáng không muốn, chuyện gì chứ, ta còn muốn đi tắm một chút. Dương Viêm cô nương nhịn chút đi, đợi đến nơi an toàn rồi tắm, hai người còn ngây ra đó làm gì hả? Nếu như không có gì cần thu thập chúng ta hiện giờ liền xuất phát. Dư huynh đừng gấp gáp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Đã nói với ngươi rồi, không có thời gian giải thích đâu. Ta đã tìm ngươi ở nơi này cả nửa ngày, tiểu thư ở trong gia tộc kéo dài thời gian cho hai người, còn không đi thì thật sự không kịp nữa đâu. Đúng lúc này, Dương Khai như cảm nhận được gì đó, đã không kịp rồi. Hết tập 42 review, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ muội nhé. Nhớ để lại ý kiến bên dưới để muội hoàn thiện hơn ở những video sau ạ. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, yêu cả nhà, Chu Cà Mo, chụt chụt.